Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện đồ chơi nhá. Hôm nay có cái mẫu túi củi nhá. Mẫu mới. Cái này mẫu mới, thực ra nó là màu mới nhá các bác nhá. Màu sắc mới, màu rèn ri. Nhưng mà nó không phải là rèn ri vàng, rèn ri loang xanh, rèn ri loang đen. Thì cái màu thực tế của nó thì trên như thế này nhá. Thực tế như này. Các bác quan sát kỹ nhá, xem có ưng ý thì vừa lòng tậu cho cây củi của mình một cái túi nhá. Đối với cái màu này thì là chỉ có cái mẫu 1m thôi các bác nhá. Mẫu 1m vát. Thế ngoài ra thì bên shop vẫn còn đủ các loại cho các bác. Đủ các loại túi cho các bác để các bác lựa chọn nhá. Đấy. Đủ các loại túi cho các bác lựa chọn này. Đủ các mẫu luôn. Đây. Nhá, đủ các mẫu cho các bác nhé, từ mẫu to cho tới mẫu nhỏ nhá, từ mẫu to tới mẫu nhỏ. Rồi đây tôi đã để một loạt đây rồi nhá. Đầu tiên đó là cái mẫu vuông 85 này, mẫu vuông 85 màu rèn ri này. Mẫu này mẫu màu đen nhá. Mẫu 1m vát màu rèn ri truyền thống này, mẫu 1m vát đen này, mẫu 1m vát màu mới này. Mẫu 1m2 này, mẫu 1m2 màu rèn ri này, mẫu 1m2 màu đen này, em mẫu 2 màu đen. Tiện thể giới thiệu tôi cũng nói giá luôn để các bác nắm được nhé. Tất cả những cái mẫu này này, tất cả những cái mẫu này gọi là mẫu túi củi kiểu cũ, kiểu truyền thống, có nghĩa là mình sẽ xách đeo vai, thì giá của nó là 350.000 một cái nhé, 350.000 một cái đã bao phí hết rồi. Thế còn bên này thì nó sẽ là cái mẫu kiểu mới nhá các bác nhá. Mẫu kiểu mới có nghĩa là mẫu đeo được song vai. Đấy, mẫu đeo được song vai. Thì với cái mẫu này ấy, thì sẽ là 420.000. 420.000 bao phí chuyển phát nhanh nha các bác. Và các bác mà nhận chuyển phát chậm thì nó sẽ rẻ đi được một chút nhá, bớt được mấy chục nghìn, 20.000. Đấy. Đây là cái mẫu túi này là 420 thì chuyển phát nhanh, còn 400 thì chuyển phát chậm các bác nhá. Đối với cái mẫu này ấy, thì cũng có cho mình là 85, 1m và 1m2. Màu của cái mẫu này thì chỉ có hai màu thôi các bác nhé, màu đen và màu xanh. Đây, màu đen và màu xanh một độ nhé các bác nhé. Thế đây giờ để cho các bác nắm kỹ được là cái mẫu túi kiểu cũ, kiểu truyền thống nhé các bác nhé. Anh zoom lại gần nhé để các bác nắm được này. Cái mẫu này đây các bác, tất cả các mẫu này nhé các bác xem này. 85 phân vuông màu đen, 1m vát, 1m2 vát nhé. Thì nói chung là màu nào cũng vậy, số đo nào cũng vậy, giá tiền đều bằng nhau nhá, giá tiền đều bằng nhau. Nó là 350.000 một cái, đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh cho các bác rồi nhá. Thì bây giờ giá tiền nó đều bằng nhau, còn các bác thì lựa chọn cho mình cái màu sắc ưa thích là một này nhá, màu sắc ưa thích là một này, lựa chọn cho mình cái số đo phù hợp với cây củi của mình là hai này nhá các bác nhá. Các bác lựa chọn số đo phù hợp với cây củi của mình nhá. Đấy. Thì tùy các bác lựa chọn, các bác thích màu nào các bác chọn màu đấy. Bây giờ tôi giới thiệu cho các bác nắm được là đây này, cái dòng này là dòng truyền thống, thì có nghĩa là có sẽ có qua sách tay như này, qua sách tay. Ngoài ra là có dây đeo ở đây, dây đeo đây để giúp cho các bác đeo lên vai. Dây đeo thì ở trong này sẽ có dây đeo cho các bác nhá, phía trong này. Thế như về cơ bản ấy, cái này ấy, nó là sẽ có mút chống sốc êm dày cho các bác. Đây. Mặt một mặt này thì là phẳng trơn và tay thôi, còn mặt bên này thì sẽ có cho các bác mấy cái ngăn phụ để chứa đồ thêm. Ở dưới này là ba ngăn phụ này, ba ngăn phụ có bánh dán nhá. Đấy. Đây là tổng thể các bác vậy. Còn phía trong đây là dây đeo đây, dây đeo đây nhá. Và đặc biệt quan trọng ấy, phía trong nó là có cái mút chống sóc cực là êm. Đây nó là cái mút này nhá các bác nhá, mút này rất là êm luôn. Đấy. Hàng này hàng rẻ tiền nhưng mà nó lại có mút êm. Đây. Đây nó vẫn có một cái mút mỏng nữa. Nhá, mút mỏng nữa. Thì đây là chi tiết về cái hàng 350.000. Gọi là túi củi truyền thống. Các bác chọn màu nào thì các bác nói nhá. Các bác chọn màu này, chọn số đo này. Đấy gọi là 350.000. Thế còn đối với cái túi, đối với cái túi mà túi kiểu mới, đây. Túi kiểu mới điển hình là túi này nhá. Thì nó sẽ có kết cấu phức tạp hơn. Có dây đeo sau lưng cho các bác được, dây xách tay được, nó nhiều chi tiết lòng hoàng hơn, nó lòng toàn hoàng hơn, nhìn thì có
nó sẽ đẳng cấp hơn nhá. Thế còn về màu cái này thì chỉ có hai màu duy nhất, một là màu xanh màu đội, hai là màu đen, hai là màu đen. Thì đối với cái mẫu này thì tất cả các số đo nhá các bác nhá, từ 85 cm cho tới 1m2 đấy, tất cả các số đo luôn, tất cả các màu luôn, hai màu này luôn, giá tiền bằng nhau, 420.000 là chuyển phát nhanh, còn 400 thì chuyển phát chậm. Đấy, bao phí các bác nhá. Còn cái này kết cấu để các bác nắm được là có rất nhiều ô, chi tiết nhỏ để đựng được nhiều đồ. Đường may chắc chắn, có nhiều đai, nhiều khóa. Thế nhưng mà cái này thì thông báo nói trước với các bác là nó sẽ không có cái mút êm. Nó không có mút êm. Nó chỉ có mút mỏng như vậy thôi. Đấy, nó chỉ có mút mỏng như vậy thôi. Nhưng mà kiểu cách nó hơn, nó phức tạp hơn thì giá tiền nó cao hơn, đắt hơn. Thế còn cái dòng rẻ tiền kia này có mút êm. Đấy là về cơ bản là về túi chống sóc. Mẫu màu mới về, cái màu mới nhá, màu mới và những cái túi truyền thống từ trước giờ để cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, các bác xem kỹ cái màu thực tế nhá. Này, cái màu thực tế là màu mới này, mẫu này này nhá, để các bác xem thấy được màu như nào nhá. Đấy, đây, đây là cái màu rèn di mới. Kiểu cách quy cách thì vẫn giống vậy thôi, nhưng màu mới nhìn nó bắt mắt hơn. Và đối với cái màu này thì chỉ có cái thông số là 1m vát thôi nhé các bác nhé, chỉ có thông số 1m vát thôi. Rồi mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở dưới màn hình nhá, ở cái phần phụ đề dưới màn hình ấy, tôi có để số điện thoại đấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp để cho nó giao dịch được nhanh. Rồi chúc các bác vui vẻ mua bán thành công nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.